Tuấn Âm Thanh xin kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến quý vị ba thớt Sherwood. Đó là hàng một thớt âm ly, một thớt tuner và một thớt cassette. Ba thớt này hàng xuất Mỹ quý vị nhé. Korea xuất Mỹ, hàng xuất Mỹ, điện 120V. Hàng còn cực kỳ là đẹp luôn. Em đang ghép đánh với đôi Pro Audio đây. Hàng còn rất là đẹp. Ba thớt này hoạt động bình thường hết quý vị nhé. Ba thớt hoạt động bình thường hết. Giá của em nó là mức giá thấp nhất của ba thớt này là 3.900.000 quý vị nhé. Sau đây em test cho quý vị nghe qua em nó. Tạm dừng nha. Đó là test từ TV xuống. Ở đây cassette này. Kéo chuông. Đấy. Trong cái nhà thờ Việt Nam ấy. Cassette này. Đây cassette này. Không lại và đi vào của em mở tiếp radio cho quý vị nhé. Quý vị về thay dây cu loa đi, nó hơi méo tiếng. Đấy. Nên là quý vị nào nó hơi méo tiếng này, nó dây cu loa nó trùng, nó không kéo được, nó chỉ kéo bằng bánh tì thôi. Quý vị nào thích tôi dùng thì về thay dây cu loa đi. Đó là toàn bộ clip em test giới thiệu đến quý vị chiếc âm ly ba thớt, một là âm ly, hai tuner, ba cassette, hàng Sherwood, hàng xuất Mỹ quý vị nhé. Quý vị nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến hai số điện thoại trên giúp em. Giá của em nó là 3.900.000 quý vị nhé. Ba thớt.